Dạ em chào quý khách nha, tối nay em có anh Thanh ở Vũng Tàu, anh qua sắm nữ trang nè. Anh lựa một sợi dây ống hỏa tiễn nha, ống hỏa tiễn khúc móc máy, dạ khúc móc máy sọc nè quý khách nè, đeo cực kỳ sáng luôn. Dây này của anh là 2 lượng 2 hơn nha, lượng 2 lượng 3, đó tiền đẹp của quý khách ơi. Khóa đây là khóa hộp luôn nha, có một cái khóa bên hông nữa là đeo chắc chắn cực kỳ luôn đó. Anh còn lựa thêm hai cái nhẫn nè, một nhẫn đá đá hình vàng hình rồng nổi nha, nổi đổi 5D, hai bên là có thỏi vàng đấy, thêm một cái nhẫn chữ phúc nữa nè, đem may mắn tài lộc. Quá trời xem luôn với khách ơi, tổng riêng vào bộ nữ trang này của anh là 110 triệu ha. Rồi cái này em để hợp cho anh nha. Rồi em cảm ơn anh nè. Rồi để vô cho anh luôn ha. À, tối hôm nay là có chị Tuyền đến tiệm vàng Kim Thành Thảo ủng hộ cho em là một cái vòng và một đôi bông nha quý khách nha. Đây ạ, bông đẹp lắm quý khách ơi, bông mới vừa về một lô hàng, bông Chanel dễ thương lắm. Đây ạ, bông bạc Chanel ha. Cái này là một nền của nó là cái tấm, một nền là móc máy nha. Hai tầng ạ. Rất là dễ thương. Một đôi bông như vậy là cỡ tầm 6 phân mấy 7 phân ha. Nhẹ nhàng dễ đeo lắm quý khách, bông bọc nha, đeo rất là ôm tay luôn ạ. Tiếp theo là một siêu phẩm này là vòng bi lò xo, hàng hot nha quý khách nha, vòng bi này đẹp lắm luôn nè. Trọng lượng của nó là gần 1 lượng 3 bi à, có là sỏ bi ha. Cái này dòng dạng bi lò xo nha quý khách nha. Rất là đẹp. Này em đeo chị luôn ha. Đeo là quấn vậy ha quý khách nha. Nhìn cũng lạ lắm luôn á. Quá đẹp. Đeo đúng thẳng tay luôn á, đều xuất sắc. Rồi đây bông em đeo cho chị luôn ha. Tổng hai món mà hôm nay chị ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là 50.200.000 nha quý khách nha. Đôi bông đeo đẹp quá. Màu đen. Anh cưng chị ghê, mỗi lần dẫn ra là phải có món đùa chị. Quá đẹp. Rồi em cảm ơn nhiều nha, em gửi chị hóa đơn. Cảm ơn hai anh chị rất là nhiều ạ. Hai anh chị lấy lịch nha em chưa? Khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Trưa hôm nay là có chị Thúy và chị Diệp, hai chị ở Bình Tân. Hôm nay lại ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là Simen nè, nhẫn 24 và nhẫn nữ 18 nha quý khách nha. Đây em quay quý khách nè, Simen đẹp lắm. Đây trên tay của chị đang đeo là Simen bản 5 ly ha quý khách ha. Simen bản 5 ly này đang dập logo LV. Cái trên tay chị đang đeo là 17 vòng nha quý khách. Một vòng này là tương đương có khoảng một chỉ hơn nha, tùy theo tay của khách hàng nha quý khách nha. Một bộ nó tương đương có khoảng một lượng á. Lượng. Nè, 17 vòng, đeo quá đẹp luôn. Đeo đều y như là một cái vòng bản nha. Đây dập logo LV nha. Và có xen kẽ những cái dòng mà chữ thương hiệu Chanel ạ. À. Quá đẹp. Vừa y luôn, bản 5 ly đeo chắc cú. Rồi, tiếp theo là chị còn ủng hộ thêm cho em một chiếc nhẫn. Đây, quá đẹp. Nhìn nhẫn đá hồng nha. Này là màu hồng cánh sen nè. Bốn chấu đai kim tiền à. Này là nhẫn đúc hoàn toàn luôn nha, dày dặn lắm quý khách. Rất là đẹp. Cái viên đá đẹp quá trời luôn nè. Giác rất là sáng luôn. Này chị đem món nào chị? Đó. Quá đẹp. Đơn giản dễ đeo thôi. Đó. Rồi cuối cùng là một chiếc nhẫn vàng 24K. Cái này là em mới vừa nhập một lô hàng về ha. Nhẫn này là từ 5 chỉ cho đến 2 lượng ạ. À. Nhẫn rồng 5D ạ. À. Cái nền dưới của nó cánh máy rất là sáng luôn. Quá đẹp. Nhẫn rồng này 5 chỉ hơn nha quý khách nha, 5 chỉ lẻ mấy ly nè. Đúc hoàn toàn luôn. Chất lượng vừa đeo đẹp mà vừa làm của ha, đeo 24 là vừa đeo đẹp vừa làm của luôn đó. Rồi, cái này bỏ hộp hả chị? Tổng giá trị mà hai chị hôm nay ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là 122 triệu hơn nha quý khách nha. Rồi em gửi hóa đơn. Em cảm ơn hai chị nhiều nha. Cảm ơn hai chị hôm nay đến ủng hộ tiệm em ạ. À.
Chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. À, sáng hôm nay là có chị Linh ở Đức Hòa, Long An. Hôm nay chị Linh đến tiệm vàng Kim Thành Thảo ủng hộ cho em là một cái vòng và một đôi bông như quý khách. Đây à, đây là vòng bản caro 9 phân ha. Rất là đẹp luôn nè. Bản caro 9 phân móc máy đều ạ. À. Cái vòng này trọng lượng của nó là 9 chỉ hơn ha. Thế là con nhiều khó là có bắt buộc quay nó chị à. Xuất sắc luôn. Chị em đeo chị luôn á, mở hộp ha. Còn đôi bông đây, đôi bông hàng mới về của tiệm vàng nha, đẹp lắm quý khách ơi. Cái này là bông Chanel nha. À, ở trên là cách tắm, nền dưới là cách máy ha. Cái này là dạng bông bật rồi, cho nên rất đeo rất là êm tai luôn. Một đôi bông như vậy là cỡ tầm 6 phân ha, rất là dễ thương. Cái này thì đeo ha, em đeo chị ha. Vừa vặn cái tay này đem lại sáng lắm luôn á quý khách. Nhìn đẹp quá, nó đứng cái tay ghê luôn á. Dạ rồi, tổng hai giá trị mà hôm nay chị ủng hộ tiệm là cỡ 38.875.000 nha quý khách nha. Thì đem bỏ hộp vậy ha. À, em rất là cảm ơn chị Linh, cảm ơn chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em ạ. À. Xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. À, trưa hôm nay Kim Thành Thảo rất là vui khi mà đón tiếp được vợ chồng của chị Trinh ở quận 7. Hôm nay là hai anh chị ghé sắm cho Kim Thành Thảo là những món hàng rất là đẹp luôn nha. Cái này là vừa mua cho chị nè, rồi vừa mua cho một chị gái ở bên Hàn Quốc luôn nha quý khách nha. Đây, siêu phẩm. Đầu tiên là cái dây con cong nha quý khách nha. Trời ơi, đây. Đây là dây con cong hàng cao cấp nha. À, dây này là dây liền mặt luôn ạ. À. Rất là đẹp. Từng cái viên đá giọt nè, nó đính lại nha. Làm cái đuôi nè, đuôi rủ xuống ha. Rất là sang trọng luôn. Quá đẹp. Một lô hàng em về là hết sạch trơn luôn nha quý anh chị. Cái loại dây này là em có từ 8 chỉ hơn cho đến một lượng 2 ha. Rất là đẹp. Dây tông này đeo siêu phẩm đây. Cực kỳ xuất sắc luôn. Tiếp theo là một cái lắc cũng là hàng siêu phẩm của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À. Lắc này là lắc thương hiệu Gucci nha quý khách nha. Lắc bản bi nè. Rất là đẹp. Gucci của nó là nó đổ huyền ạ. À. Đổ huyền xanh và đỏ nha. Xen kẽ. Từng cái thẻ mà lộng hai hàng bi nè, rất là sáng luôn. Và đặc biệt là cái lắc này nó rất là mềm mại nha quý anh chị. Nó mềm mại lắm. Đây, đeo vô là nó tự nó ôm theo cái khung tay của mình luôn ạ. À. Đó, như vậy nè. Hàng cao cấp nha. Đẹp xuất sắc. Bốn chiếc nhẫn hôm nay chị ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo. Một chiếc là hột trà Pháp. Một hột trà Pháp, một tầng tắm và một tầng móc máy nha. Đây. Cái giác đá rất là sáng nha. Rồi, ba chiếc nhẫn phúc tài lộc nha quý khách nha. Nhẫn kim tiền phúc tài lộc, tượng trưng cho sự may mắn tiền tài nha quý khách. Phúc tài lộc đây. Quý khách có thấy chữ không ạ? Chữ phúc nè, chữ tài nè và chữ lộc ạ. Rồi, một cái mặt hột trà Pháp. Tượng chưa? Hai tầng tròn cái tấm ha. Và hai siêu phẩm cuối cùng là một cái lắc chuỗi đá đen. Lắc chuỗi đá đen này là có xen kẽ bi vàng ha. Bi vàng móc máy và một cái lắc ngọc trai nhân tạo. Đó, một cái lắc như vậy trung bình nó cỡ khoảng một chỉ đổ lại thôi. Rất là dễ thương, nhẹ nhàng dễ đeo lắm. Vừa đeo phong thủy được ha, vừa đeo kiểu thời trang cũng được luôn. Xuất sắc. Tổng những cái sản phẩm mà hôm nay chị ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là 69.470.000 nha quý khách nha. Rồi cái này em bỏ hộp hết cẩn thận cho chị luôn ha. Em rất là cảm ơn chị Trinh, cảm ơn chị đã không ngại đường xá xa xôi đến ủng hộ tiệm em ạ. À. Chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À. À, chị hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc ở Bà Điểm Hóc Môn ha. Có chị Tú, hôm nay là chị Tú ghé ủng hộ tiệm vàng làm một cái lắc nha quý khách nha. Đây lắc hàng cao cấp và rất là đẹp luôn nha. Đây là lắc ba thẻ chữ nhật huyền đen ha. Ba thẻ này nó có dập chữ nha quý khách nha. Phước, lộc, tài à. Đây quý khách có thấy rõ những từng nét chữ của nó không? Cái này nó làm theo chữ thư pháp nha. Rất là đẹp quý khách ơi. Chữ phước nè, chữ lộc, chữ tài dập nổi lên trên nền đá huyền nha. Huyền rô đê ạ. À. Rất là sáng. Từng cái mắt hàng rào của nó là có móc máy luôn ha.
Cái này là lắc đút hoàn toàn nha quý khách nha. Lắc đút này là 2,5 lượng ạ. Đây bên trong lòng của nó nè, có dắt lòng hết nha. Đeo rất là êm tay ạ. Quá đẹp luôn. Đó. Xuất sắc ha. Ngoài những cái dạng mà đá đen huyền thì nhà em cũng có dạng vàng luôn nha, dắt vàng luôn. Không có làm đá à, làm rồng cũng có nè, đủ kiểu ha. 2,5 lượng. Cái lắc này là 93 triệu hơn nha quý khách nha. Rồi, cái này là em bỏ hộp cho chị luôn ha. Em cảm ơn chị Tú rất là nhiều. Cảm ơn chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em ạ. À.